Ngọc Thơ, Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Lãnh đạo cảnh sát biển tham ô vì kẹt tiền. VOA tiếng Việt ngày 27 tháng 6 có bài Tòa xử vụ tham ô 50 tỷ đồng, tướng tá cảnh sát biển nói do lãnh đạo kẹt tiền. VOA dẫn tường thuật của báo chí trong nước cho biết các tướng lĩnh đứng đầu cảnh sát biển Việt Nam khai tại một phiên tòa hôm 27 tháng 6 rằng họ tham ô 50 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước là do ngân sách khó khăn, các lãnh đạo không có tiền đi công tác. Hình ảnh bài trên VOA. Theo VOA, năm sĩ quan cấp tướng và hai cấp tá từng là lãnh đạo cao nhất của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Bộ Quốc phòng ra tòa án quân sự thủ đô, trong đó có tư lệnh là Trung tướng Nguyễn Văn Sơn và chính ủy là Trung tướng Hoàng Văn Đồng về tội tham ô tài sản. VOA dẫn tờ Công an Nhân dân tường thuật rằng các bị cáo thẳng thắn thừa nhận đã nhận tiền tham ô, nhưng chưa kịp sử dụng thì đã nộp lại. Nguyên nhân tham ô, theo lời Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, khai trước tòa là do lãnh đạo cơ quan đi công tác nhiều và đối ngoại nhiều, mà tiền thì không có cho mục đích này. Các bị cáo Nguyễn Văn Hưng và Thượng tá Bùi Văn Hòa, Phó trưởng phòng tài chính, những người thực hiện việc rút ruột ngân sách cho các lãnh đạo, đều thừa nhận hành vi phạm tội trước tòa. Diễn biến vụ án được trang BTQ tường thuật rằng Nguyễn Văn Sơn với vai trò là tư lệnh cảnh sát biển đã gặp, trao đổi và yêu cầu Nguyễn Văn Hưng, cục trưởng cục kỹ thuật, khi thực hiện mua sắm vật tư thiết bị từ nguồn kinh phí 150 tỷ đồng để mua sắm vật tư thiết bị thì phải rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho bộ tư lệnh sử dụng từ đầu tháng 12 năm 2019 đến đầu tháng 1 năm 2020 nhận đủ tiền từ các nhà thầu. 6 trưởng phòng đã nộp lại toàn bộ tiền cho Nguyễn Văn Hưng để chuyển cho Nguyễn Văn Sơn. Việc giao nhận tiền đều được thực hiện tại phòng làm việc của ông Hưng và ông Sơn. Sau khi nhận 50 tỷ đồng, Nguyễn Văn Sơn chia lại cho mình và các thuộc cấp là Đồng, Hậu, Quyết, Dũng, mỗi người 10 tỷ đồng. Đến ngày 19 tháng 6 năm 2020, Phạm Kim Hậu, Thiếu tướng Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển đã làm đơn gửi cơ quan chức năng kèm theo hai file ghi âm phản ánh về một số tiêu cực tham nhũng của bản thân và một số cá nhân là Thứ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển liên quan đến công tác mua sắm vật tư trang thiết bị năm 2019. Hình ảnh một con tàu của Cảnh sát biển Việt Nam. Trên cơ sở đó, BTQ cho hay các đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương và Ủy ban kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra về các sai phạm quá trình làm việc với đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Trung ương đến tháng 9 năm 2021, các cá nhân đã báo cáo rõ hành vi sai phạm và tự nguyện nộp lại tiền để khắc phục hậu quả. Báo chí trong nước cho biết theo cáo trạng Viện kiểm sát quân sự Trung ương đánh giá đây là vụ án tham ô tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng các bị cáo lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để cùng tham ô số tiền 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước chi cho quốc phòng, tờ VN Economy cho biết cả 7 cựu lãnh đạo cán bộ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cùng bị truy tố tội tham ô tài sản theo quy định tại khoản 4 điều 353 Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất đến tử hình. Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1964, trung tướng tư lệnh cảnh sát biển từ 16 đến 16 năm 6 tháng tù. Bị cáo Hoàng Văn Đồng sinh năm 1960, trung tướng, chính ủy từ 15 năm 6 tháng tù đến 16 năm. Các bị cáo Doãn Bảo Quyết, Phạm Kim Hậu, Bùi Trung Dũng cũng bị đề nghị từ 15 năm đến 15 năm 6 tháng tù bị cáo Nguyễn Văn Hưng từ 10 đến 10 năm 6 tháng tù, Bùi Văn Huệ từ 12 đến 12 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, các bị cáo cũng bị đề nghị cấm đảm nhiệm chức vụ trong vòng 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Về trách nhiệm dân sự, đề nghị tịch thu số tiền của các bị cáo đã tham ô. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Lãnh đạo Cảnh sát biển tham ô vì kẹt tiền vừa đón tàu Mỹ vừa phát sóng show chống Mỹ. Ngày 27 tháng 6, báo Đất Việt có bài VTV phát sóng show chống Mỹ nhận chuyến thăm của USS Ronald Reagan, hình ảnh bài trên báo Đất Việt. Theo đó, báo Đất Việt nhận định việc VTV cho phát sóng trực tiếp chương trình chống hải quân Mỹ ca tụng hào quang quá khứ của hải quân Việt Nam là chỉ dấu cho Trung Quốc thấy rằng Việt Nam đối với Mỹ vẫn là vừa hợp tác vừa đấu tranh, chứ không hề ngã sang Mỹ. Tuy nhiên, bài báo cho rằng việc đó có thể rất là không tế nhị khi VTV phát sóng trực tiếp vào đúng giờ vàng, ngày buổi tối đầu tiên mà hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan cập cảng Đà Nẵng. Lẽ ra họ có thể chọn một thời điểm khác tế nhị hơn để phát đi thông điệp thân Trung Quốc, đất Việt nhận xét. Truyền thông nhà nước cho hay đoàn tàu hải quân Mỹ Gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng hai tàu tuần dương hộ tống đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 6. Đây là chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam, từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 6. Đây cũng là lần thứ 3 Việt Nam đón tàu sân bay Mỹ, hai lần trước vào các năm 2018 và 2020. Chuyến thăm Đà Nẵng nằm trong các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Mỹ 2013 2023. Hình ảnh báo nhà nước đưa tin về chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ. Cũng theo truyền thông nhà nước cho biết phía Việt Nam chỉ phái ra một ông Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, đó là ông Hồ Kỳ Minh để chủ trì lễ đón. Ngoài ra cũng chỉ có thêm một số lãnh đạo cấp sở ở Đà Nẵng, tuyệt đối không có quan chức cấp trung ương nào. Trong khi đó, phía Mỹ ra đón có đại sứ, tùy viên quốc phòng Mỹ cùng một số quan chức đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Đây có phải là sơ xuất hay không? Đất Việt cho biết chương trình giao lưu nghệ thuật mở đường ra biển phát trên VTV1 được nhà đài cố ý phát sóng trong lúc hàng không mẫu hạm Mỹ đã đến Đà Nẵng, chuẩn bị cho các hoạt động giao lưu nhằm thắt chặt quan hệ Việt-Mỹ. Đất Việt dẫn một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng việc VTV phát sóng một chương trình trực tiếp chống Hải quân Mỹ và ca tụng quá khứ của Hải quân Việt Nam, trong khi tàu USS Ronald Reagan cập cảng Đà Nẵng có thể gây ra những tranh cãi ngoại giao. Vụ này có thể được coi là biểu hiện của sự căng thẳng và mâu thuẫn của Cộng sản Việt Nam trong việc cân nhắc và điều chỉnh thông điệp truyền thông trong một tình huống nhạy cảm, đất Việt nhận xét. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Cộng sản Việt Nam cư xử thô lỗ như vậy với Mỹ và các quốc gia phương Tây khác. Hình ảnh show chống Mỹ trên VTV1, ngay thời điểm tàu Mỹ thăm Việt Nam. Đất Việt dẫn những bình luận khác cho rằng VTV và Cộng sản Việt Nam hiểu rất rõ là Mỹ không quan tâm, không chấp nhận đến những chuyện nhỏ nhặt để làm hỏng đại cục như Trung Quốc. Nên năm nào thì Việt Nam cũng chửi Mỹ ít nhất là suốt tháng 4 mà không sợ Mỹ giận. Chẳng thế mà đại sứ Mỹ còn đến tận nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn để thắp nhang để báo đảng tranh thủ tuyên truyền. Chuyện đại sứ Mỹ đến thăm nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn nằm tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị diễn ra vào ngày 27 tháng 8 năm 2019. Vị đại sứ Mỹ lúc đó là ông Daniel Christenbrink. Đây là lần đầu tiên một đại sứ của Mỹ đã đến thắp hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ của Việt Nam. Báo chí nhà nước Việt Nam miêu tả đại sứ Mỹ Daniel Crittenbrink xuất hiện khoảng 30 phút giữa buổi chiều theo cách giản dị và gần gũi nhưng không kém phần trang trọng. Sau đó, vị đại sứ ghé thăm di tích lịch sử cầu Hiền Lương bắt qua con sông giới tuyến Bến Hải. Tại đây, đại sứ Daniel Crittenbrink đã cùng đoàn sứ quán Mỹ đi bộ từ phía Bắc qua phía Nam cầu. Ở ngay vạch chỉ phân chia ranh giới Bắc Nam, thời chia cắt hai miền, đại sứ đã dừng lại khá lâu để trò chuyện cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Đất Việt dẫn bình luận của Nick Đông Khánh cho rằng Mỹ họ biết tổng là 90% người dân Việt khoái Hoa Kỳ rồi, nên VTV có phát hàng trăm cái video clip cũng chẳng ăn thua gì cả. Mỹ họ cần lòng dân chứ chả quan tâm ý đảng làm gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin vừa đón tàu Mỹ, vừa phát sóng show chống Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm d